Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhân tốc cần cát DeFi. Con này gạo 2 nha tất cả các bạn. Trước kia mình đã có hướng dẫn các bạn chatbot gạo 1. Hiện tại chưa về nên các bạn cố gắng làm tiếp gạo 2 nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay mình link phần link mô tả mà lúc chat chatbot nữa các bạn. Thì chương trình này góp này thì tất cả các bạn sẽ nhận được 50 tốc cần cát nha các bạn. Có khoảng 37 đô. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow Twitter nữa các bạn. Rồi bạn nào gâu một có theo dõi thì thôi nha các bạn. Rồi các bạn like và tweet thì bị viết ra game nữa các bạn. Tốc cần này nó sẽ lead lên Uniswap nha các bạn. Rồi các bạn tweet lên nha các bạn. Mình lưu cảnh này làm đại diện nha. Rồi bạn nấp lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn join kênh group kênh trailer nha các bạn. Rồi mình đã join rồi các bạn. Mình chỉ điền thông tin lên các bạn. À tại Twitter thì các bạn like và tweet tăng 3 người bạn vào các bạn. Mình hồi nãy mình các bạn like nè. Các bạn trích dẫn tweet này các bạn. Bye bye các bạn chào mình tiếp người bạn. Các bạn copy hashtag này các bạn. Rồi thì copy hết tác từ ai góp nè các bạn trích dẫn cho tôi quýt nè. Lại trích dẫn tôi quýt nè các bạn. Các bạn dán hết tác vào nè các bạn. Người ta ăn 3 người bạn của mình vào. Các bạn chạy xíu nha mà. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Ta cộng mình nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi sau khi bạn tweet bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi YouTube thì bạn vào đăng ký nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào nút submit detail nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở cái Telegram của mình vào ba chữ gạch sau sẽ tìm copy username Telegram mình nha các bạn. Dù heo không đất rồi bấm send nha tất cả các bạn. Tiếp tục thì enter YouTube nha em. Thì các bạn gỡ lên đường link YouTube cho nó các bạn. Tiếp tục thì YouTube nha em thì các bạn vào kênh YouTube của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy YouTube kênh username YouTube mình nha, Ngọc Anh MMO. Để mình copy các bạn. Nhảy như tàu lao ta. Các bạn em. Rồi username mình là các bạn MMO các bạn. Rồi gỡ. Rồi bấm send. Tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của mình các bạn. Cộng MMO Ngọc Anh. Bấm send. Tiếp tục thì các bạn gửi lên một link gì quýt nha các bạn. Thì các bạn mở link từ quýt cho mình ra nè. Nhấp vào bài lệnh cùng, nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chip bấm vào chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép lên từ Twitter nè. Bạn mới đắp lên nè. Rồi
Rồi bạn nhấn vào nha các bạn. Rồi cũng send nha các bạn. Rồi bạn bấm vào ba link share để check số cần nha các bạn. Và mình đã nhận được 50 top cần cáp clip nha các bạn. Rồi bấm vào cái form lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi bạn bấm quýt nhau nè. Toàn điện địa chỉ với EC mưa với chocolate nha các bạn. Cho anh chạy xíu các bạn. Đồng cho anh này tăng dưới ta. Ta ở tập phao ha. 0.04143 ít chứ. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Bạn sao chép nè. Các bạn xây dựng bot nè. Mình dán nè. Cho tôi còn xem nha các bạn. Ok, you I drop ra một the president update. Ok, nếu các bạn có tham gia iDrop vòng 1 thì các bạn chụp lại bức ảnh balance số cần để phân phối nha các bạn. Thì mình vào kiểm tra giao 1 các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại giao 1 các bạn. Mình có để phần link giao 1 chứ cho các bạn kiểm tra nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lại nha các bạn. Bấm vào cái folder. Tool invite mình đã được 1 ghép rồi các bạn. Rồi mình chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại, các bạn qua đây gọi chữ cáp gấu 2 nè các bạn, bot gấu 2 này thôi. Rồi các bạn gỡ một cái ảnh lên các bạn. Bức ảnh đó các bạn chọn vào iRoom Upload nè các bạn. Các bạn tải một bức ảnh đó lên các bạn. Rồi các bạn đau về rồi các bạn gửi cho bon cho nó các bạn. Mẹ nó kêu update cái bức ảnh lên này không biết update chỗ nào nè các bạn. Bạn chọn trong web trên máy tính các bạn. Sao mình không thấy cái bức ảnh update của mình nè. Các bạn update các bạn chia sẻ bức ảnh này lên đây rồi bạn gửi cho nó cái liên liên nha tất cả các bạn. Để mình tìm cách đi. Này. Cái máy của mình lock kỳ chip mày. Cái này các bạn tải app các bạn update ảnh lên mới được các bạn ơi. Rồi các bạn gửi lên đường link bức ảnh cho nó các bạn. Để mình chờ mình tải chút xíu các bạn. Sao các bạn? Các bạn tải app giờ các bạn mở các bạn. Cái này mình đăng ký không ta? Rồi các bạn sign up nha các bạn. Bấm vào sign up Rural nè. Các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Rồi các bạn đăng một cái tài khoản Google nha các bạn. Để cho nó login vào tài khoản Google của tất cả các bạn. Con này nó hơi đơ quá các bạn. Ok rồi bấm done các bạn. Cho mình có tài khoản các bạn. Rồi các bạn chấp vào hình mũi hình máy ảnh các bạn. Các bạn post cái bức ảnh balance các bạn lên các bạn. Các bạn bấm nét nha các bạn. Rồi các bạn post lên nha các bạn. Rồi các bạn chờ post chút xíu các bạn. Airdrop cap. Rồi bấm post lên các bạn ghi gì ghi các bạn. Rồi bấm block. Nó sẽ post lên. Đâu ta post chứ ta.
Thôi các bạn gọi sau khi nó post lên một bức ảnh, các bạn bấm vào chia sẻ người ta các bạn. Các bạn sao chép vào khay nhớ tạm các bạn. Rồi các bạn chạy vào con bot này các bạn. Các bạn gõ chữ cáp gạo 2 nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance lên kìa. Uchu sen. Các bạn bấm send lên kìa. Bấm withdraw lên nè. Rồi địa chỉ anh hát lên nè. Copy lên nè. Dán lên nè. Ngay cho bot lên nè. Rồi các bạn bấm send nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn trở về một cái con này các bạn copy lại các bạn. Hồi nãy gì mình đã copy rồi các bạn chia sẻ copy lại gửi cho bot nha các bạn. Vì hồi nãy mình đã gửi sai ảnh nên mình đã khởi động bot lại. Các bạn sao chép cho hay như tạm nữa. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nữa. Update dia một send balance. Bạn dán vào nè. Ok, về mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dán gạo 2 từ tục càng cách đến đây cũng kết thúc các bạn. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình. Nó phong phối vào ngày 1 tháng 4 nha các bạn.